mi ơi xin đừng ngấn lệ như ngày em bước đi. Giờ ôm than phan cũng ích gì, người bận tâm chi. Giờ nơi phương xa đó nhung gấm quanh mình, người có nhớ không nghĩa tình. Khó khăn còn thương nhau mãi đâu, sao giờ âu sầu. Chỉ mong em sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy em. Bởi em đau anh cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này, mình đã có nhau như vậy. Lỡ sau này ta trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh đầu. Cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đã ánh mắt em. Một người đã nông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ. Muôn phiền nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình xanh bước bên ai. Vì sao người lại đang tâm nó sẽ tìm anh làm ai. Chỉ mong em sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy em. Bởi em đau anh cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này, mình đã có nhau như vậy. Lỡ sau này ta trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh đầu. Cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đã ánh mắt em. Một người đã nông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ. Muôn phiền nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình xanh bước bên ai. Vì sao người lại đang tâm mình vì đã ánh mắt em. Một người đã nông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ. Muôn phiền nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình xanh bước bên ai. Vì sao người lại đang tâm nó sẽ tìm anh làm ai. Vì sao người lại đang tâm làm ai. Xin chào anh em, hôm nay mình mới có chút thời gian để tâm sự với anh em một chút. Tại vì là mình thấy có một số cái comment ở trên kênh của mình á, là một lũ suốt ngày bê tha nhậu nhẹt, suốt ngày gọi là một lũ vô dụng của xã hội. Thì hôm nay mình mới xin làm cái clip nhỏ nhỏ để mình gọi là thanh minh với anh em. Mình cũng xin tự giới thiệu với anh em, mình là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của công ty Huyền Bi. Huyền là tên của vợ mình, Bi là tên viết tắt của con trai mình. Công ty nhà mình thì chuyên sản xuất và phân phối dòng kem siêu trị mụn cao cấp. Tại sao mình nói là siêu trị mụn? Bởi vì là kem nhà mình khác biệt với tất cả những kem khác trên thị trường. Nếu mà không muốn nói nó là số 1 thì nói là số 2 thì có lẽ là cũng không đúng lắm. Kem nhà mình khẳng định với mọi người rằng là không bong chóc da, không sưng tấy da, không bào mòn da, không dị ứng, không mẩn đỏ. Giống như rất nhiều những sản phẩm khác trên thị trường, có nghĩa là nó phải bào mòn da được, nó mới lôi cái mụn đi theo. Kem nhà mình thì sẽ làm xe khít lỗ chân lông.
và có thể làm là kem dưỡng da như là mình dùng dưỡng da bình thường vậy cũng được, rất là ok. Tôi có cho ra mắt một dòng sản phẩm dưỡng da Faisavi cao cấp. Thành phần chủ yếu là Faisavi, là một siêu chất từ cây tầm bóp nổi tiếng trên thế giới. Faisavi là một chất chống lại corticoid độc hại của một số những cái nhãn hàng kinh doanh thực sự là không có lương tâm. Để biết sản phẩm có an toàn hay không, có phải kem trộn chứa hóa chất độc hại hay không, thì khi mua bất cứ sản phẩm nào, bạn hãy hỏi họ là có phiếu công bố của Bộ Y tế không. Mình đã dành ra 5 năm để mà nghiên cứu và phân phối cái dòng sản phẩm kem trị mụn dưỡng da Bimun. Vì kem này cũng là kem gia truyền nhà mình, nên là mình luôn muốn chất lượng sản phẩm phải luôn đỉnh nhất. Và rất là tuyệt vời, sản phẩm đã được rất nhiều anh chị em yêu thích. Hàng trăm anh em trên toàn quốc đặt hàng mỗi ngày. Đó là lý do tại sao mà mỗi tháng ấy, tôi chỉ có thời gian cover cho anh em 1 đến 2 bài thôi. Bây giờ phải chăm chỉ làm việc để có tiền, sắp tới còn phải làm live show cho anh em đến chơi nữa chứ, đúng không? Thì nhân tiện đây xin giới thiệu với anh em, để anh em mình ai mà có nhu cầu trị mụn, muốn có một làn da gọi là nó mịn màng như thế này như mình, mình cũng dùng luôn hàng ngày ấy. Để mà bạn nam thì có bạn gái, bạn nữ thì sớm lấy chồng, thì liên hệ mình và công ty, ngũ công ty sẽ hỗ trợ tận tình làm sao mà cho bạn, các bạn có làn da đẹp nhất để mà tự tin trong cuộc sống. Cảm ơn anh em đã lắng nghe từ nãy giờ, và cũng đừng nói tôi bê tha nhậu nhẹt nữa nhé. Comment bài hát sắp tới để tôi xem có bài gì mà hay mà nó cảm xúc thì tôi hát cho anh em nghe nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.